giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Chồng cũ Hoàng Yến gây choáng khi vẫn khẳng định ra tay với nữ diễn viên là đúng. Những ngày gần đây, cư dân mạng xôn xao bàn tán về việc Cao Xuân Thắng tố cô xím Hoàng Yến quen người đàn ông khác khi anh đi tù 18 tháng, đi làm răng, yêu luôn người làm răng và ngang nhiên đi với trai khi cả hai chưa ly hôn. Nữ diễn viên đồng thời cũng đã tung ra bằng chứng đáp trả và nói anh dối trá, bịa chuyện. Chiều 29 tháng 6, chồng cũ cô xím tiếp tục tung clip dài 18 phút quả quyết vợ cũ ngoại tình trong thời gian yêu nhau. Anh nói thật đừng bia bản thân, điều đó không đùa được đâu. Anh đi Phúc Sơn 18 tháng, em thăm nuôi anh đúng không? Khi anh biết em ngoại tình, biết em ngủ với người đàn ông khác, em chửi vào mặt anh. Anh nghĩ tôi là cái loại người thế à? Anh nghĩ tôi là cái loại người khốn nạn thế à? Anh coi thường tôi, anh không coi trọng tình yêu của tôi dành cho anh. Tình yêu của tôi dành cho anh là trọn vẹn, anh là thằng đàn ông không biết điều. Tôi yêu anh một lòng một dạ, mà anh lại nghi ngờ, rồi anh đánh giá tôi. Tôi mang mẹ tôi, con tôi ra thời. Tôi mà ngủ với thằng đấy, mẹ tôi chết, con tôi chết. Anh thấy ghê sợ, đến lúc sự việc rõ ràng rồi thì em bảo, à tại vì vợ không muốn chồng buồn nên vợ che giấu điều đó. Trước khi cưới nhau, anh trở lại, anh đã nói với em là chia tay, anh không chấp nhận được điều đó. Em là người quỳ xuống chân anh xin, anh ơi em sai rồi, từ nay em không thể nữa, đừng bỏ em. Anh nói những điều này có nửa lời nào, không đúng thì chờ hại, thần phạt hại anh, Cao Xuân Thắng cho biết. Chồng cũ cô xuyến Hoàng Yến tiếp tục quả quyết vợ ngoại tình. Cao Xuân Thắng cũng cho biết thêm những tin nhắn mà anh xin lỗi vợ cũ được Hoàng Yến tung ra đã có từ lâu. Anh cũng chẳng nghĩ em nghĩ gì mà em đưa ra những tin nhắn ấy lên, tin nhắn ấy từ lâu rồi, từ ngày chúng mình chưa có gì xảy ra với nhau cả. Tất cả những lần cãi nhau, anh xin lỗi em, chưa hẳn vì anh sai đâu. Cũng có thể là anh sai, nhưng anh luôn là người xin lỗi em, cuộc đời em chưa bao giờ biết nhận sai. Dừng lại đi, dừng lại trò hèn hạ đi, anh là đàn ông, anh làm cho đó cũng không tốt đẹp gì, nhưng nó đáng phải làm đấy, Yến ạ. Bởi vì nếu anh không làm thì cả đời em không buông tha cho anh, rồi sẽ đến lúc anh phải làm điều kinh khủng hơn thì em mới vừa lòng. Đến thời điểm này, Cao Xuân Thắng vẫn khẳng định việc anh đánh vợ là đúng. Anh không ủng hộ việc đánh phụ nữ là không nên, nhưng với anh không có lý do gì để không đánh nếu như họ sai trái, họ hèn hạ, lăng loàn, khốn nạn. Anh rất muốn chúng ta ngồi lại với nhau, đàm phán để giải quyết những khúc mắc. Và anh khuyên em, đừng bio hình ảnh bằng cách này, em không thể trở thành ngôi sao được đâu. Ngôi sao ngoài tài năng, họ còn có đức độ, nhân cách. Cô xuyến Hoàng Yến tung loạt tin nhắn chồng cũ từng mong, được vợ bao dung và tha thứ. Nhưng Cao Xuân Thắng khẳng định, những tin nhắn này đã có từ rất lâu. Thậm chí Cao Xuân Thắng khẳng định thêm, nếu như thời gian quay lại, với những cái gì tôi phải chịu đựng, sẽ vẫn có tình huống đó xảy ra. Sau cùng chồng cũ Hoàng Yến nhắn nhủ, một lần nữa anh xin cảm ơn em và anh mong rằng em hãy thôi ngay những trò ấy đi. Đừng để mọi việc đi quá xa, vì người thiệt thòi không phải là ai mà chính là con. Còn anh không sợ điều gì, bởi dư luận đối với anh vẫn vậy. Không có cái gì khiến em tốt lên được cả, cái gì cũng có cái giá của nó. Cao Xuân Thắng khẳng định nếu thời gian quay lại, anh vẫn sẽ có ẩu đả với Hoàng Yến. Trước đó Hoàng Yến đã công bố phán quyết ly hôn để phản bác chồng cũ. Dù những người chung cuộc liên tục lên tiếng, nhưng sự việc vẫn chưa có dấu hiệu ngã ngũ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.